Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết số lượng cán bộ kiểm tra công tác coi thi thuộc 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi, tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đến từ 63 Sở Giáo dục Đào tạo và 140 cơ sở giáo dục trong cả nước với tổng số 600 đại biểu vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Công tác tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chấm thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cũng đã được triển khai cho 60 cán bộ công chức của Bộ, đồng thời tập huấn nghiệp vụ đoàn kiểm tra chấm thi cho 283 cán bộ, công chức, viên chức.